chương 781, sát cục. Ngao ngao, yêu chân cảnh tam trọng cái kia tam đầu lông giác mãn xà đại hỷ, ngang thủ lộ ra, trung gian giữ tận xà thủ mở ra miệng rộng, lưỡi phun ra nuốt vào, đem lông tinh quả cuốn vào trong miệng, bốn phía từng cái tam đầu lông giác mãn xà không ngừng rít gào hí, có người, bỗng dưng, tô giật mắt thấy hướng về phía ngoài hẻm núi, bén nhạy linh hồn lực lượng xuống, cảm thấy có người tới gần, hít giác chết khí, lập tức hư trần cùng từng cái tam đầu long giác mãn xà cũng cảm thấy, ánh mắt nhất tề mắt thấy hướng về phía thung lũng cửa vào phương hướng. Từng tia ánh mắt nhìn kỹ xuống, một đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí lộ ra, thô bố y thường đem cả người trên, lên, hạ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, bào mũ đang đắp đầu, rất xa võng đi tới, chỉ là lộ ra non nửa khuôn mặt, hít giác giác khí, nhìn cái kia một đạo thân ảnh. Từng cái tam đầu lông giác mãn xà tức thì mắt trắng khít người, khí tức hung lệ, từng cổ một khí tức âm hàng bạo dũng, mùi tanh tràn ngập thung lũng, thân ảnh kia ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước xuất hiện nhóm lớn tam đầu lông giác mãn xà, con người tuôn ra kinh ngạc màu sắc. Mà khi bên ngoài ánh mắt rơi vào cái kia hai cái tuổi trẻ thân ảnh ở trên thời điểm, đặc biệt rơi vào thi triển dịch dung thuật tô giật trên người thời điểm, thân ảnh ấy ánh mắt kinh ngạc tức thì xông ra vui sắc, rất xa nói ra, ngươi là dịch túc, ngươi thật ở cái này à, là ngươi, làm mắt nhìn cái này đến có vẻ hơi thần bí thân ảnh, tô giật cũng rất vô cùng kinh ngạc, đệ nhất liền nhận ra được, cái này hay là người khác, chính là mấy ngày trước ở Trung Châu Thành bên trong bản thân nhìn thấy cái kia miếng vậy thiếu niên, gì, người biết người này sao? Hư Trần cũng rất lấy có chút kỳ quái, hắn cũng nhận ra được, ban đầu ở Trung Châu Thành bên trong cái kia luận võ đài trên, lên, vội vã gặp qua một lần thiếu niên này, khắc sâu ấn tượng, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Miếng vậy thiếu niên mắt mang vui sắc, vội vã tiến lên đến rồi tô giật cùng Hư Trần trước người, 16-17 tuổi dáng dấp, cả người cái cổ lấy hạ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, giày không ra phong, đầu trên, lên, cũng mang theo bào mũ che mặt khuôn mặt, chỉ có ngước mắt thời điểm, mới có thể làm cho người chứng kiến nửa gương mặt khuôn mặt. Ngươi tìm ta có việc sao? Tô giật hơi kinh ngạc, tự hồ cùng thiếu niên này cũng không quen thuộc, chẳng qua là khi đó có ấn tượng, thiếu niên này muốn báo danh tham gia thánh vũ đại hội, nhưng trên, lên, sai rồi luận võ đài, từng cho bên ngoài chỉ đường quá, có đại sự có rất nhiều người bố trí xong kết thúc, muốn giết ngươi. Miếng vẫy thiếu niên ngước mắt, cả khuôn mặt khuôn mặt trên, lên, bị một loại hát sắc miếng vẫy linh linh toái toái bao vây, đầu tóc cũng rất tán loạn, tự liền đỉnh đầu trên, lên, cũng che lấp thật lưa thưa hát sắc miếng vẫy, cùng thật lưa thưa đầu tóc đang xen vào nhau, khuôn mặt miếng vẫy tả hữu còn có nếp nhăn cùng gân xanh di chuyển hiện, có vẻ rất là xấu xí, nhưng lúc này mắt nhìn tô giật, trong ánh mắt lộ ra một loại căng thẳng phía sau lỏng giống như là trong lòng một mực căng thẳng, lúc này mới thả lỏng một hơi, có người muốn giết ta, nghe vậy, tô giật cũng hơi có vô cùng kinh ngạc, còn mặt mũi này khuôn mặt thiếu niên dáng dấp, tô giật chưa động dung, sớm đã biết được, theo tay vô tình nói, đây cũng là nửa yêu thân thể, yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu đại, chỉ là yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp lại sẽ quá thuận lợi, không pháp bị cả nhân tộc cùng yêu tộc dung thân. Yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu đại chỉ có không đến một phần ngàn cơ hội có thể tới gần bình thường mà còn dư lại không phải chết yểu sẽ trở thành bán thú thân thể cũng sẽ không có lấy đặc biệt thiên phú thậm chí sẽ ở địa hạ chợ đêm bị người mua trở về cho rằng súc sinh cùng đồ chơi bán thú thân thể nửa người nửa thú không có nhiều thiếu yêu tộc thiên phú chỉ có cái kia loại cường hãn nửa yêu thân thể mới hội cường hãn vượt qua thường nhân theo tay vô tình trong miệng tô giật biết trước mắt cái này lân giáp thiếu niên tự hồ liền dựa vào gần nửa người nửa thú dáng dấp chỉ có thể miễn cưỡng xem như là nửa yêu thân thể mà thôi, tự hồ cùng lân giáp loại yêu tộc có quan, tự hồ lại có chút cho phép không giống, bọn họ hình như là thánh sơn đệ tử, cũng còn có những thứ khác sơn môn, có rất nhiều người, bố trí sát cục, muốn chờ ngươi đi. Miễn vậy thiếu niên báo cho tô giật, hắn trong lúc vô ý gặp được tất cả, nghe được những người đó nói chuyện, có thánh sơn đệ tử, còn có cái khác một ít sơn môn đệ tử, bọn họ liên hợp lại cùng nhau ở thánh vũ mật giới nhất sau sông ra địa phương bố trí sát cục chờ tô giật muốn đem tô giật giết chết thánh sơn nghe thánh sơn hai chữ tô giật đã tin chính thành tô giật cũng không kỳ quái sớm đã được đến tin tức nhãn trung có một màn xích quang lóe lên mắt lộ ra hàng ý lập tức đối với miếng vậy thiếu niên hỏi ngươi làm sao sẽ nhận thức ta biết bọn họ muốn giết người là ta ta đã thấy ngươi biết ngươi gọi dịch túc ta trong lúc vô ý nghe được nói chuyện của bọn họ bọn họ rất nhiều người thực lực rất mạnh muốn giết ngươi ngươi là người tốt trợ giúp quá ta ta không muốn ngươi chết ở trong tay bọn họ hỏi thăm tung tích của ngươi cũng nghe đến tin tức ngươi ở đây nơi đây chiếm được bảo vật rất nhiều người bây giờ còn đang bên ngoài chờ đây chẳng qua dường như không dám vào tới miếng vẫy thiếu niên nhìn tô giật linh linh toái toái miếng vẫy cùng gân xanh bao trùm khuôn mặt lên nhìn tô giật ánh mắt rất chân thành hắn cảm kích trước đây tô giật chỉ đường ở trước đây tất cả mọi người chán ghét cùng ánh mắt bất thiện trung chỉ có dịch túc hoàn toàn không có bất kỳ né tránh cùng chán ghét, hắn biết người như vậy tất nhiên là người tốt, tuy là đồn đại cái này bá vương tông dịch túc là một hung hãn nhân vật, cảm tạ. Tô giật đối với miếng vậy thiếu niên gật đầu trí tạ, xem ra thánh sơn đệ tử đã phải chuẩn bị xuống tay với ngươi, có tính toán gì không? Hư Trần nói đạo, chẳng qua nhưng không có vì tô giật có bao nhiêu lo lắng, đừng nói là hiện tại, coi như là lấy tô giật phía trước thực lực, đây chính là ở thánh vũ mật giới bên trong, Thánh Sơn những đệ tử kia nếu muốn giết người này, sợ là sẽ không dễ dàng đi. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, vậy như bọn họ mong muốn đi. Tô giật ung dung nói đạo, nhãn trung một cái lành lành ánh mắt lướt động, đang ở một con tiền Thánh Sơn người đâu, Thánh Vũ mật giới bên trong, còn sợ Thánh Sơn không được, còn không biết ngươi tên. Mà về sau, tô giật đối với miếng vậy thiếu niên hỏi, ta gọi viêm lân, bởi vì ta thân trên, lên, dài miếng vẫy. Viêm lân có chút ngượng ngùng, hắn thân trên, lên, đến chỗ đều là miếng vẫy, nửa người nửa thú, ta gọi dịch túc, tới từ bá vương tông. Tô giật chính là giới thiệu chính mình, ta gọi hư trần, hư vô hư, hồng trần bụi. Hư trần mỉm cười, đã cùng viêm lân giới thiệu, ta cũng đã gặp ngươi, ngươi rất mạnh, cũng là người tốt, viêm lân đối với hư trần gật đầu cười, có vẻ hơi khẩn trương và ngại ngùng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nhiệt tình như vậy chân thành đối đãi hắn, còn chủ động giới thiệu cùng với chính mình. Trước đây hắn cũng đã gặp Hư Trần, theo hư trần trong ánh mắt, hắn cũng nhìn không ra bất kỳ bất thiện cùng chán ghét, cùng người này so sánh với, ta đây nhất định là người tốt, hư trần liếc mắt một cái tô giật, cùng người này so sánh với, hắn cảm giác mình thật đúng là một người tốt, có thể hay không nói cho ta, thánh sơn những người đó ở cái gì địa phương chờ? Tô giật hỏi thăm, muốn biết những thứ kia thánh sơn đệ tử ở bực nào chỗ, ở thánh vũ mật giới trung ương, bọn họ tự hồ biết ngươi đại khái vị trí, tính tới ngươi đường phải đi qua, muốn liên thủ đưa ngươi giết chết. Viêm lân báo cho tô giật, ánh mắt động dung, có chút gánh ưu nhiếu, nói, lẽ nào ngươi còn dự định đi tìm bọn họ này, bọn họ có rất nhiều người, thực lực cũng đều rất mạnh, các ngươi mới hai người. Chương 782, vào cuộc. Không muốn toán trên, lên, ta, Thánh Sơn muốn giết người là hắn, cũng không phải là ta. Hư Trần tức thì khoát tay áo, mắt hiện vui vẻ nói đạo, chuyện này, viêm lân có chút kỳ quái, nhìn Hư Trần cùng dịch túc quan hệ, tự hồ hẳn rất tốt, nhưng này thế nào thấy, cái này quan hệ cùng hắn tưởng tượng trung tự hồ cũng không giống nhau, có chút không minh bạch, có cần giúp một tay hay không, tốt thương lượng, tinh vân linh chi chỉ cần nhường cho ta, ta giúp ngươi một tay như thế nào đây, đang ở viêm lân vô cùng kinh ngạc trung, hư trần ánh mắt chuyển động, đối với tô giật thương lượng, tô giật căn bản không có để ý tới hư trần, liếc một cái, mắt nhìn thiên sắc, hai tròng mắt hơi hơi khét, Có lạnh lạnh sát ý ở nhãn trung tràn ngập, thì thào khẽ nói, vậy trước tiên thu chút lợi tức đi. Nếu muốn giết ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút thánh sơn hội sẽ không đau lòng, đang nói rơi xuống, tô giật xuất cốc, chờ ta một chút. Hư trần đi theo ở tô giật thân sau, viêm lân do dự một cái, cũng đi theo, nhìn thấy hư trần đang cùng theo, có chút kỳ quái, hỏi ngươi không phải là không muốn hỗ trợ sao, ta cũng không nói phải giúp một tay, ta chỉ là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi. Hư trần trả lời, viêm lân cảm giác có chút không quá minh bạch, rất nghi hoặc, bên trong cốc, ba bóng người nhảy ra, là dịch túc, thật là hắn, có người nói hắn chiếm được tất cả lông tinh quả, người này quá hung hãn đi, nghe nói kiếm vô khuyết cùng thần nhan hoang cũng ở tại chỗ, cũng là một viên lông tinh quả cũng không có được, ngoài hẻm núi, có không thiếu thân ảnh nhốn nháo, mắt nhìn cái kia ba đạo tự bên trong cốc đi ra thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chú ở chính giữa cái kia một cái thanh niên thân lên, rất là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chiếm được tin tức, muốn muốn đến xem tình huống, phản chính đến lúc này, lấy tu vi của bọn họ thực lực, cảm giác cũng không biện pháp đuổi trên, lên, đạp chân hư không thánh vũ đài, đa tạ tin tức của ngươi, xin từ biệt, đắc tội thánh sơn đối với ngươi không có tốt chỗ, ngoài hẻm núi, tô giật đối với viêm lân nói đạo, hư trần thâm bất khả trắc, dường như lai lịch cực lớn, tự hồ cũng không sợ đắc tội thánh sơn, tô giật cũng không muốn quản cái này tên kia, nhưng viêm lân không quen không vì thế, đến đây tiễn tin tức, tô giật đã cảm kích không muốn lại cho viêm lân thêm phiền phức viêm lân do dự mà thánh sơn đó đích xác là hắn khó thể thực hiện tồn tại lần này hắn tham gia thánh vũ đại hội chính là hy vọng có thể có cơ hội tiến nhập thánh sơn tu hành có thể cải biến chính mình cũng không tiếp tục bị người sợ chán ghét nhưng là ngươi một cái người sợ là đánh không lại hắn nhóm viêm lân lo lắng thánh sơn rất nhiều người đều rất cường đại mà dịch túc chỉ có một người sợ là đấu không lại thánh sơn người nhiều như vậy yên tâm đi Thánh Sơn những đệ tử kia sợ là giết không được người này. Hư Trần vỗ vỗ viêm lân bả vai, nói ra, ngươi cũng không cần đi đắc tội Thánh Sơn người, đối với ngươi không có tốt chỗ. Sưu sưu, rất nhanh, tô giật cùng Hư Trần thả người rời đi, thời gian đã không còn sớm, còn muốn tranh đoạt 32 cái hư không thánh vũ đài vị trí, bọn họ đều là người tốt. Mắt nhìn tô giật cùng hư trần rời đi bối ảnh, viêm lân hơi ngước mắt, thấp giọng tự nói, dịch túc đi, không biết bên trong tam đầu long giác mãn xà vẫn còn ở không ở, có thể bên trong còn có bảo vật. Mắt nhìn tô giật trời đi, khe thung lũng rất nhiều tuổi trẻ thân ảnh nghị luận, nóng lòng muốn thử, muốn muốn vào xem một chút, nói không chừng còn sẽ có cái gì bỏ sót thu hoạch, phản chính bọn họ cũng đã tranh đoạt không trên, lên, hư không thánh vũ đài. Rốt cục có người nhìn không được, liên thủ tiến nhập bên trong cốc, ngao ngao, rất nhanh, bên trong cốc thú hống như sấm, khí tức sông thiên, à từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang vọng quanh quẩn thung lũng không thiếu thân ảnh thương hoàng chật vật mà chạy có người máu me đầm đìa vô cùng thê thảm có người chưa tỉnh hồn hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi sưu sưu quần sơn trong tôi giật nhìn không trên lên phải tiêu hao cự đại nguyên khí cấp tốc chạy đi không nói muốn đi đối với thánh sơn thu chút lợi tức cũng cần tranh đoạt hư không thánh vũ đài nếu không thì thì sẽ mất đi lần này tham gia thánh vũ đại hội ý nghĩa tôi giật tốc độ bằng lòng nhanh cũng cẩn thận từng ly từng tí đề phòng bốn phía một hơi chạy rất xa hư trần đi theo ở tô giật bên người hai bóng người như thế từng đạo tàn ảnh tự đàn trong núi xẹt qua ven đường có người nhìn thấy trở nên run rẩy nhãn còn tưởng rằng là bị hoa mắt hai người cũng hữu ý vô ý đang so lấy tốc độ tô giật rất kinh ngạc hư trần người này thật là thâm bất khả trắc chính mình cơ hồ là toàn lực vẫn là lần này lần thứ hai tiến bộ sau toàn lực cũng không biện pháp đem khoảng cách kéo xa vô luận chính mình mau hơn hư trần tên kia cũng có thể theo sát tô giật không biết lúc này hư trần kinh ngạc trong lòng càng là vượt qua mà không khỏi cùng hư trần trong lòng nổi lên sóng lớn sư phụ hắn nói qua không nói chiến lực nhưng nếu như lấy tốc độ bàn về nói lấy tốc độ của hắn ưu thế cùng thế hệ bên trong có thể thắng hắn người chắc là có thể đếm được trên đầu ngón tay trừ phi là những thứ kia cổ lão môn trong định ẩn núp yêu nghiệt nhân vật nhưng bây giờ hư trần cũng là không thể không là hoài nghi hắn lời của sư phụ liền cái này trước mắt dịch túc, tự liền nguyên chân kỳ cũng không có đột phá a, à. có thể lúc này vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không biện pháp vượt lên trước người này, thậm chí làm cho hắn có một loại còn như vậy tiêu hao từ từ, sẽ không nhìn được, sớm muộn phải bị quăng xuống cảm giác, thánh vũ mật giới, cổ lão rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời rậm rạp đứng vững, cự phong núi đá đứng sừng sững, càng là đến rồi thánh vũ mật giới khu vực trung ương. Tiến nhập thanh niên nhân sở gặp phải mang yêu thú thực lực thì càng cường hãn ngao ô có thể tích khổng lồ mang yêu thú ngang thủ rít gào ngăn cản tới trước đệ tử trẻ tuổi hư không lên còn có to lớn hung cầm vỗ cánh như thế mây đen đè thấp vỡ áp biển rừng hung hãn khí tức tịch quyển tứ phương tô giật thân trên lên thả ra hỗn nguyên chí tôn công khí tức không muốn nhiều làm lỡ thời gian ven đường gặp phải rất nhiều mang yêu thú ngăn cản nhưng rất xa những thứ này mang yêu thú hung đồng hoảng sợ run rẩy trở nên phủ phục nhường đường quần sơn bát ngát dãy núi trường, như thế cự long vắt ngang, phía trước cũng là có một mảnh sơn giả đất trống trải. Độc sơn đứng sừng sững trong đó, nguy nga cao kinh sợ, mấy cây đại thụ che trời, như thế cây dù to mở rộng, sơn lên, lúc này có chừng 40 cái tuổi trẻ thân ảnh, từng cái quần áo ngăn nắp. Mặc dù có thân người trên, lên, hơi khô héo vết máu, hiển nhiên là một đường trải qua ma luyện, áo bào nhúng máu quá, nhưng đều không thể bao phủ bên ngoài khí chất, đều siêu nhiên thoát tục, có vẻ xuất chúng, đại thụ che trời, bóng bẫy bạc phơ. Một cái thanh niên khoanh chân mà ngồi, 22-21 tuổi niên kỷ, già sắc trong suốt như ngọc, sâu và đen sắc trường phát rủ xuống hai vai, hiện lên ánh sáng yếu ớt, quần áo trường bào màu tím xuống, thân thể mặc dù là khoanh chân mà ngồi, cũng có thể nhìn ra người tài trội hơn cao kỳ, ngồi ở kia trong, cũng có một loại không nói ra được phiêu vật xuất trần, khí vũ hiên ngang, hắn là sở trường hoang, đồn đãi hôm nay tới đây tham gia thánh vũ đại hội thánh sơn trong hàng đệ tử thực lực của hắn đến gần nhất nạp lan như ngọc cũng là lúc này đây thánh vũ đại hội vô địch có lợi nhất cạnh tranh người hai tròng mắt khép hờ sở trường hoang khoanh chân mà ngồi nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lỗ lá cây khe hở phóng mà xuống quan ảnh mông lung tăng thêm thần võ chương bảy trăm tám mươi ba xem các ngươi một chút có hay không thực lực này sở sư huynh thời gian sợ là sẽ phải không còn kịp rồi sợ lập tức sẽ có người muốn xông ra đi đi một cái không tầm thường thanh niên đệ tử đứng ở sở trường hoang thân về sau ngước mắt nhìn thiên sắc nhíu mày bọn họ ở nơi này chợ muốn vây giết bá vương tông dịch túc đây là hắn nhóm thu được dịch túc tin tức chi sau toán xuống đường phải đi qua nhưng đến thời gian này cái kia dịch túc còn không có xuất hiện trì hoãn tiếp nữa sẽ ảnh hưởng bọn họ tranh đoạt ở hư không thánh vũ đài chuyện liên quan đến trọng đại ở đợi chút đi sở trường hoang mở miệng không có ngước mắt thanh âm yếu ớt nghe nói tên kia theo kiếm vô khuyết cùng thần nhan hoang trong tay đều được sáu miếng long tinh quả vận khí thật đúng là tốt có thanh niên ánh mắt đố kỵ long tinh quả cái kia loại bảo vật coi như là đối với hắn nhóm thánh sơn đệ tử mà nói đó cũng là khó có thể đạt được có thể gặp không thể cầu hình như là tiểu tử kia có bí pháp có thể khống chế mang yêu thú lẽ nào cùng thú hoàng tông có liên quan sao một cái hoa phục thanh niên nói đạo thú hoàng tông mới có lấy một ít thủ đoạn có thể khống chế mang yêu thú ngự hồn sư cũng có thể thu phục mang yêu thú tiểu tử kia bản thân liền là ngự hồn sư có người nhắc nhở bá vương tông cái kia tô giật nhưng vẫn là một cái ngự hồn sư ngự hồn sư thì như thế nào chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện ở nơi đây cái kia nhất định phải chết liền kết thúc ở thánh vũ mật giới bên trong đi nghe nói cái kia dịch túc đang ở luyện hóa long tinh quả sợ là không dự được đi luyện hóa long tinh quả hơi không cẩn thận sợ là sẽ không quá dễ dàng thành công đi nếu như tiểu tử kia chính mình hao tổn nhưng thật ra uổng phí chúng ta đợi lâu như vậy có phải hay không là tiểu tử kia chiếm được tin tức gì nguyên nhân này hù được không dám tới sơn lên không thiếu thanh âm nghị luận thật lâu đợi không được phải đợi người bọn họ cũng còn muốn đi tranh đoạt hư không thánh vũ đài tư cách có chút mất đi tính nhẫn nại sưu hai bóng người xuất hiện hai cái thanh niên một cái kỳ mạo xấu xí nhưng tự dưng gian tự có lấy một khí tràng cường đại. Mặt khác một cái, một tấm anh tuấn khuôn mặt, đủ để cho thiên hạ nữ tử cũng vì đó tâm động. Hai người chính là một đường tới trước tô giật cùng hư trần, có tô giật trên người hỗn nguyên chí tôn công khí tức, ven đường không có bất kỳ mang yêu thú ngăn cản, điều này làm cho hai người chưa từng bị nghẹt, lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở này chỗ, dường như chính là chỗ này. Hư trần mắt nhìn phía trước cao vút độc sơn, ánh mắt đưa lên một chút, theo lui về sau nhãn nhìn tô giật, mặt sắc có có chút phát bạch, một đường tiêu hao sợ trí, ngượng ngùng cười cười, nói ra, có cần giúp một tay hay không, tự hồ có rất nhiều người a à. tô giật không nói gì, ánh mắt hơi khét, bỗng dưng, bàn chân nguyên khí lướt động, thân ảnh tức thì lướt về phía hơi nghiêng, thình thịch, cùng với đồng thời, đang ở bên cạnh không xa chỗ, một đạo ban ngày diễm hỏa xông thẳng tới chân trời, một tiếng nổ vang truyền ra, như thế pháo hoa nở rộ, suy suy ở nơi này nhấc chớp mắt đọc sơn chi lên sở trường hoang khép hờ hai tròng mắt mở một đôi mắt trong suốt lại sâu không thấy đấy tới là cái kia dịch túc đến rồi từng tia ánh mắt tức thì nhảy lên lộ ra cười nhạt cái kia dịch túc thật đúng là tới suy một cái không tầm thường thanh niên vừa mới phát sinh tín hiệu hắn gặp được bá vương tông cái kia dịch túc trong lòng đang mừng như điên bỗng dưng cái kia một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trước người của hắn một tấm quen thuộc lại xa là lạ khuôn mặt ở hai con mắt của hắn trung càng ngày càng lớn, không được, cái này thanh niên coi như là không yếu, ánh mắt trong kinh ngạc trước tiên chợt lui, xuê, xích quan ba động, đang nở rộ, mang theo nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng, một đạo dấu tay đã tới, thanh niên mặt sắc kinh hải, vùng tay run lên, hắn sớm đã nghe nói qua bá vương tông dịch túc hung hãn, thực lực khủng bố, không dám khinh thường chút nào, toàn lực làm, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn phi nhanh, đều hội tụ ở nắm tay vào triều lấy cái kia một đạo dấu tay đánh ra. Âm trầm thấp muôn hưởng, hai người đụng nhau, nguyên khí quang mang bạo nổ phát, bốn phía phát sinh run rẩy vang, các bay đá chạy giang, người trước giấu tay ngủ chỉ hơi công trực tiếp dâm ở tại quả đấm chi lên, làm cho bên ngoài cũng nửa không phát tiếng thêm bản phận. Phốc một trùng kích cực lớn nguyên khí theo nắm tay dũng mãnh vào trong cơ thể, thanh niên nắm tay đau nhức, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một nguồn máu tươi tức thì tràn ra ánh mắt trong nháy mắt biến được hoảng sợ, thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng trung còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ngươi không phải thánh sơn nhân, tô giật một tay chặt khấu thanh niên nắm tay, nhãn trung một cái lành lạnh ánh mắt lướt động, nhìn cái này thanh niên, tự hồ cũng không phải là thánh sơn người, hôm qua ở thánh sơn trong đội hình chưa từng thấy qua, ta là huyền nguyên tông đệ tử, mau thả ta. Ta huyền Nguyên Tông cùng Thánh Sơn giao hảo, nếu không thì Thánh Sơn là sẽ không bỏ qua ngươi, thanh niên tự dưng run, cái kia lạnh lạnh ánh mắt làm cho hắn nhìn không được tóc gáy dựng thẳng, thanh âm đã ở run. Huyền Nguyên Tông, vậy cũng giống nhau, tô giật mở miệng, cái này Huyền Nguyên Tông vì Thánh Sơn nghe lời răm rắp, đoạn đường này trên, lên, đánh chết Huyền Nguyên Tông đệ tử cũng có mấy cái, về sát ý tự nhãn trung bắt đầu khởi động, kèn két, chưởng ấn chi lên, xích quan bắt đầu khởi động, thanh niên nắm tay trên, lên, kèn két thanh âm truyền ra, nắm tay xương cốt trực tiếp phá toái, còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị đánh chết, thân thể sụi lơ ở tại mặt đất. Một cái túi không gian thu vào tô giật trong lòng, mắt nhìn phía trước cái kia một tòa độc sơn, bỗng dưng, nhàn nhạt ngôn ngữ xen lẫn nguyên khí, chật tự tô giật trong miệng truyền ra. Hay là thánh sơn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa, nếu muốn giết ta, vậy thì nhìn một chút các ngươi có hay không thực lực này, lăn ra đây đi, thanh âm quanh quẩn. Xen lẫn nguyên khí quanh quẩn vang vọng, như thế như tiếng sấm cuồn cuộn truyền ra, sông thẳng lên trời, rung động hư không, gì, có động tĩnh, cùng thánh sơn có quan, khắp nơi quần sơn, rất nhiều người ngước mắt, nghe được thanh âm như vậy, nhanh, khả năng phát sinh đại sự, có người mở miệng, lần lượt từng bóng người tức thì hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi, nơi đây đã đến thánh vũ mật giới trung ương, người xung quanh vốn là rất nhiều, rất nhanh thời gian, đã có người xuất hiện ở phụ cận, hắn đến rồi, độc sơn chi lên, đại thủ che trời xuống, sở trường hoang đứng dậy, áo bào tím phiêu động, trong suốt thâm thúy con người bên trong, có hừng hực quan mang tuôn ra, từ trong cơ thể, có một không rõ cường đại khí tức ba động. Trong nháy mắt mà thôi, sở trường hoang toàn bộ người khí chất trên người, biến được ngày càng thần võ đứng lên, bốn phía hư không cũng trong lúc mơ hồ động lại, mặt đất bụi bặm các đá ở tự dưng phiêu động, xoay tròn, vây quanh hắn hình thành một loại đặc biệt khí tràng. Tiểu tử kia tự hồ là chiếm được tin tức, thì tính sao, tới thật đúng lúc, giết chết, có thánh sơn đệ tử bất phàm, muốn nói một mình hắn, thật đúng là có chút e ngại cái kia bá vương tông dịch túc, nhưng nay thiên bọn họ nhưng là một đám người ở, muốn giết cái kia dịch túc, sợ là cũng dễ như trở bàn tay đi. Hắn tới, sơn lên, có người con ngươi lấp lóe phát quan, cái kia một cái quen thuộc mà xa lạ thanh niên, chỉnh đi hướng sơn tới, có ít thứ nhất định phải đạt được, sở trường hoang khẽ nói, thanh âm trầm thấp yếu ớt. Bên người nhóm lớn người nghe vậy, từng cái ánh mắt lộ ra sát ý. Chương 784, người nhiều khi dễ người thiếu không công bình. Tô giật đi ra, trên người có khí tức đang chấn động, hướng cái kia gò đất mang độc sơn đi tới. Nơi đó có lấy từng đạo khí tức ba động, thánh sơn những đệ tử kia đều hội tụ ở cái kia một tòa sơn. Sơn xuống, tô giật hơi ngước mắt dừng bước, ngẩng đầu nhìn, hư trần một mạch đi theo ở tô giật thân về sau, mắt nhìn bốn phía, nhắc nhở tô giật, nói ra, vẫn là muốn cẩn thận một chút, sợ là sẽ phải có bố trí, đánh nhanh thắng nhanh đi tô giật ánh mắt nghiêm nghị dừng lại mấy hơi thở về sau bước ra có sát ý ở nhãn trung không ngừng bắt đầu khởi động còn muốn tranh đoạt cái kia hư không thánh vũ đài muốn đánh nhanh thắng nhanh dịch dung thuật xuống tô giật dáng dấp cũng không xuất chúng hát phát rối tung nhưng thân trên lên cái kia chờ bẩm sinh dung nhập vào ngạo khí tận trong xương tủy tà khí độ lúc này không có ẩn giấu tự nhiên thả ra mà ra tự dưng khiến người ta cảm thấy bức nhân áp lực tự có lấy một loại cường đại khí tràng để cho trong lòng người run. Sưu sưu, phụ cận có thân ảnh chạy tới phụ cận, xuất hiện ở bốn phía, là hắn, bá vương tông dịch túc, ta biết hắn, có người rất xa cũng lập tức nhận ra tô giật, trở nên kinh hô. Nguyên lai thật đúng là xảy ra đại sự, tự hồ bá vương tông dịch túc cùng thánh sơn đệ tử, ở chỗ này tao ngộ lên, thành chủ phủ bên ngoài, bá vương tông dịch túc công nhiên bị thương nặng thánh sơn trọng yếu đệ tử Âu Dương Kim Vi, làm cho thánh sơn không nể mặt, mấy tin tức này sớm đã mọi người đều biết, đã rất nhiều người đang suy đoán, thánh vũ mật giới bên trong, sợ là một ngày có cơ hội, thánh sơn đệ tử cũng sẽ không buông quá cái này dịch túc. Mà bây giờ, bọn họ vinh hạnh gặp được cái này chờ náo nhiệt, tới rất kịp thời, tiếp hẳn có đại chiến, tô giật lên núi, trên người có nhàn nhạc xích quan ba động, vận khí ở trong người vận chuyển, tán phát cường đại khí tràng, hư trần cũng theo lên núi. Nhưng chỉ là theo đuôi ở tô giật thân về sau, không gần không xa thần sắc muốn đạm nhiên không thiếu, sưu sưu, rất nhanh, tự trên núi có lần lượt từng bóng người phi lướt mà xuống, từng cổ một có chút không tầm thường khí tức ba động, lần lượt từng bóng người chằng chịt có hứng thú, trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở tô giật bốn phía, đem tô giật súng lại trong đó, khen công, có binh khí ra khỏi vỏ, đau thương kiếm kích, hàng quan khiếp người, sấm gió len ken, tầng thứ không thấp, tô giật ánh mắt lẳng lặng đảo qua, sâm nhiên sát ý ánh mắt vào thời khắc này ngược lại là bình tĩnh không thiếu, nhất cộng chừng 40 thân ảnh, có một nửa thánh sơn đệ tử, nhưng là có một ít không phải thánh sơn đệ tử, đoán chừng chắc là cái kia hay là huyền nguyên tông, thiên cương môn, thiên dương môn chờ sơn môn trong đệ tử, tu vi khí tức cũng rõ ràng là hơi kém thánh sơn đệ tử, nhìn cái này chờ trận thế, tô giật trong lòng hiểu rõ. Thánh Sơn Nhân thật đúng là bố trí một cái sát cục, có chút diễn luyện cùng bố trí, coi là tốt chính mình phải đi ngang qua địa phương, muốn đem chính mình giết chết. Ánh mắt đảo qua liếc mắt, theo sau tô giật khẽ ngẩn đầu, mắt thấy hướng về phía sơn lên. Nơi ấy một gốc cây đại thụ che trời xuống, rất xa có một đạo xem như là quen thuộc áo bào tím thân ảnh mà đứng, vóc người trội hơn cao kỳ, phiêu giật xuất trần, khí vũ hiên ngang, sở trường hoang. Tô giật biết người này, đồng đã lần này Thánh Sơn phái ra đến đây tham gia Thánh Vũ Đại hội trẻ tuổi xếp hàng thứ hai nhân vật, thực lực tu vi còn xa hơn ở Âu Dương Kim Vi Chi lên, liền cái này đội hình, thêm trên, lên, sở trường hoang tọa trấn, cũng đủ để chứng minh Thánh Sơn muốn muốn giết mình lòng trình độ, nhãn trung nhàn nhạt lãnh ý lóe lên, nhiều như vậy Thánh Sơn đệ tử, có thể tham gia Thánh Vũ Đại Hội, vậy cũng đều là Thánh Sơn trọng yếu đệ tử, tô giật trong lòng cảm thấy, nếu như đều hao tổn ở Thánh Vũ Mật Giới bên trong, cái kia Thánh Sơn cũng sẽ cảm giác được đau lòng đi, dịch túc. Nhiều lần khiêu khích ta Thánh Sơn, hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn một đám súng lại thánh sơn trong hàng đệ tử có cái này một cái đầu lĩnh bộ dáng hoa phục thanh niên mở miệng khí chất rất là không tầm thường khí tức cường đại trong tay cầm một thanh ba thước bảo kiếm chỉ xéo hư không quan mang khiếp người ong ong sắm gió rung động không thể không nói cái này thanh niên rất không tầm thường chỉ là đứng ở sở trường hoang bên người bị che giấu quan mang lúc này cùng những đệ tử khác đứng chung một chỗ tức thì xuất chúng con ngươi sáng lạng, khí chất siêu nhiên, quả nhiên là thánh sơn người. bọn họ đây là muốn đối với dịch túc xuất thủ a. À. rất nhiều thánh sơn đệ tử, sợ là chuẩn bị kỹ càng, sẽ không bỏ qua cái kia bá vương tông dịch túc. bá vương tông dịch túc mấy lần làm cho thánh sơn không để mặt, chọc giận thánh sơn, không ra tòa đường thánh sơn đệ tử. nhiều người như vậy đối phó một cái danh không thấy kinh truyền bá vương tông đệ tử, có phải hay không hơi quá phần? đây là thánh vũ mật giới, chỉ cần cái này dịch túc chết rồi đến lúc đó người khác cũng không tiện nói gì gì dịch túc giống như cũng là hai người a à, còn có một người là ai a à, là cùng dịch túc cùng nhau sao cái kia người chẳng lẽ muốn cùng dịch túc cùng nhau này dám đắc tội thánh sơn hay sao rất nhanh bốn phía đã xuất hiện rất nhiều người ở trong tối tự nghị luận cũng có người chú ý tới hư trần rất vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ còn có người muốn cùng dịch túc cùng nhau đắc tội thánh sơn không được mắt nhìn trước mắt nói chuyện cái kia hoa phục thanh niên tô giật nhàn nhạt nhìn thoáng qua cũng là không nói lời nào, tự hồ không để ý đến ý tứ, sưu, xa chỗ, có một đạo thân ảnh lướt đến, bào mũ đem khuôn mặt che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ngước mắt nhìn độc trên núi đồng tĩnh, tốc độ không chỉ có lại nhanh thêm mấy phần. Vài cái lướt thân, người đến xuất hiện ở vây quanh tô giật thánh sơn đệ tử vọng vây bên ngoài. Muốn tìm cái chết này, có thánh sơn đệ tử hét lớn một tiếng, mắt lộ ra hàng quan, bọn họ ở vây giết bá vương tông tô giật, lại có thế có người dám xông vào mà tới tô giật cùng hư trần cũng cảm thấy có người xuất hiện quay đầu nhìn lại tức thì ánh mắt có chút ngoài ý muốn cái này tới không là người khác chính là viêm lân các ngươi người nhiều khi dễ người thiếu có chút không công bình a à. viêm lân ngẩng đầu mắt nhìn những thứ kia kiếm bạc nổ trương thánh sơn các đệ tử mở miệng nhíu mày theo sau mắt nhìn bị bao vây tô giật cùng hư trần cười cười tiếu dung rất khó nhìn nhưng rất chân thành nửa người nửa thú nguyên lai là một tạp chủng nguyên lai là nửa con nghiệt súc khi nhìn thấy viêm lân dáng dấp, không ít người tức thì lộ ra chán ghét màu sắc, mắt lộ ra hèn mọn không tiếc tháo, loại này nửa người nửa thú nhân loại, vẫn là bị người cho rằng súc sinh vậy đối đãi. Trước mắt những ánh mắt kia cùng lời chói tai, viêm lân không khỏi là khuôn mặt tức thì thấp xuống, viêm lân có chút thất lạc, hắn vốn cho là Thánh Sơn là tu võ người thiên đường cùng Thánh Địa, Thánh Sơn đệ tử cũng sẽ không như vậy mới hội, Thánh Sơn đệ tử, có lẽ sẽ không giống người thường, nhưng bây giờ, viêm lân cảm giác, Thánh Sơn đệ tử, tự hồ cũng là như vậy, chúng ta không quen không vì thế, ngươi đi nhanh đi. Tô giật quay đầu, đối với viêm lân nói đạo, cái này không công bình, bọn họ người nhiều, ta có thể giúp ngươi đối phó mấy cái. Viêm lân do dự một cái, mà sau hơi ngước mắt đối với tô giật nói đạo, hắn đuổi theo, chính là cảm thấy ở chính mình nhất định đến giúp đỡ. Dịch túc cùng hư trần đều là người tốt, hắn có thể đủ cảm giác được, không muốn xem lấy bọn họ bị đánh chết, không có quan hệ, liền những con cá nhỏ này, ta còn không để trong mắt, ngươi đi đi. Tô giật lắc đầu, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới cái này viêm lân cư nhiên theo sau, có chút ngoài ý muốn, không muốn lấy sau cái này viêm lân bị chính mình sở liên lụy. Chương 785, ngươi ở kiếp nạn trốn. Dịch túc, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc không được, dẫn đầu hoa phục thanh niên không nhịn được, khóe mắt ám tự có chút co rúng, thanh âm hỗn loạn nguyên khí, rung động hư không, vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, cái kia dịch túc lại là không để ý chút nào hắn ý tứ như này không nhìn có chút làm cho hắn có chút không pháp xuống đài nghe vậy tô giật lúc này mới xoay người lại nhìn thẳng cái kia hoa phục thanh niên liếc mắt nhàn nhạt nói ra ngươi còn chưa đủ tư cách làm cho sở trường hoang lên đi dịch túc ngươi quá cuồng vọng ngươi hôm nay ở kiếp nạn trốn hoa phục thanh niên nổi giận xen lẫn nguyên khí thanh âm vang vọng hư không hắn biết mình thực lực sợ là khó có thể thay vào đó tô giật nhưng hắn cũng là thánh sơn bên trong kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi một trong cho tới bây giờ không người dám khinh thị cùng hắn càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như này không tiết tháo cùng hắn hắn có cùng với chính mình ngạo khí lúc này bên người nhiều người như vậy cũng có sức mạnh sở trường hoang không muốn trước lên vậy trước tiên giải quyết rồi các ngươi cũng có gì không thể cùng lên đi tô giật mở miệng thanh âm hơi bình thản chỉ những thứ này thánh sơn đệ tử thật đúng là không có quá để trong lòng lên quá cung vọng, ngươi đây là muốn chết, cái này thanh niên hét lớn một tiếng, tức thì nguyên khí trong cơ thể bạo dũng mà ra, nguyên linh kỳ cửu trọng tột cùng khí tức không giữ lại chút nào, bàn chân nhảy khoảng không, nguyên khí quan mang bạo nổ phát, một đạo giống như vật còn sống một dạng thú ảnh tràn ngập mà ra, cô, một tiếng cầm minh vang động núi sông. Một con dương cánh mấy trượng hát sắc đại điêu trong nháy mắt ở hoa phục thanh niên chân hạ thành hình, nhảy khoảng không vỗ cánh dựng lên, khuếch tán hung hãn khí tức, uy áp hiển hách khí tức tịch quyển. Mọi người xuất thủ, đánh chết cái này cùng vọng chi bối. Hoa phục thanh niên trầm quát, chân hạ nguyên khí hóa hình, đạp chân cái kia bàn đại hắc điêu chi lên, bảo kiếm trong tay phi phạm, sấm gió len ken, mang theo cái này cùng cùng khí tức, trực tiếp lao xuống dẫn đầu vô giết về phía tô giật đi. Oanh, oanh, âm. Trong nháy mắt, mấy chục cổ không tầm thường khí tức xông thẳng mà ra, từng cái đều là trung châu chi trên, lên, trẻ tuổi bên trong nhất phía trước nổi bật người, đều là niên thiếu thiên kiêu nhân vật, ngao ô, chỉ một thoáng, đau thương kiếm kích, quan mang bạo nổ phát, rất nhiều nguyên khí hóa hình bạo nổ phát mà ra, thú hống vang vọng, rung động hư không thương khung, khí tức như vậy hội tụ vào một chỗ, cũng kinh người tột cùng, làm cho bốn phía các bay đá chạy, đất trung núi chuyển, cảnh tượng khủng bố, đây là vây giết, trong nháy mắt, mấy chục cổ thế tiến công chính là hướng tô giật, theo bốn phương tám hướng vây giết mà tới, tiểu tử, hôm nay người tất hao tổn hoa phục thanh niên giết tới màu đen thổ thuộc tính nguyên khí thâm thúy u ám hùng hồn kinh người hát điêu chi trên lên khí tức khiếp người bảo cát như thế bảo táp tịch quyển hí vang động núi sông hoa phục thanh niên quanh thân bao phủ hát quan lúc này chân đạp hát điêu hư ảnh cầm trong tay bảo kiếm bực nào siêu nhiên giống như nhất tôn thiếu niên chiến thần vậy chói mắt không gì sánh được thật mạnh a à. thánh sơn xuất thủ bọn họ lại muốn liên thủ đánh chết bá vương tông dịch túc xa chỗ càng ngày càng nhiều vây xem người kinh hãi ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối rất xa cảm giác cái kia độc sơn chi trên lên thời khắc này khí tức cũng cường đại đáng sợ đó là thánh sơn một đám đệ tử bất kỳ cái gì một cái đều là bọn họ khó có thể chiến thắng tồn tại có thể lúc này nhiều như vậy thánh sơn đệ tử cương nhiên liên thủ cùng một chỗ muốn vây giết bá vương tông dịch túc, cái kia dẫn đầu là thánh sơn trăm kiệt trong mạch trăm minh tốt thực lực cường hãng a không hổ là thánh sơn đệ tử xa chỗ có người nhìn không được mở miệng kinh hô, dẫn đầu cái kia một cái thánh sơn trăm kiệt một trong, thực lực xác thực đáng sợ, xuất thủ bất phàm. Hoa phục thanh niên là mạch trăm minh, hắn tự biết thực lực của chính mình một người sợ là không làm gì được trước mắt dịch túc, Âu Dương Kim Vi đều không địch lại, hắn hẳn là càng thêm không đủ. Nhưng mạch trăm minh có sức mạnh, nhiều người như vậy ở, đủ để chém giết cái này dịch túc, vào giờ khắc này. Mạch Trâm Minh vừa ra tay cũng là toàn lực làm, không giữ lại chút nào, con bài chưa lật thẳng ra, bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, màu đen thổ thuộc tính nguyên khí cùng cùng tuôn ra, như thế ngọn lửa màu đen ở quanh thân thiêu đốt, cường đại đáng sợ, xoẹt chân đạp hát điêu, hát quan bắt đầu khởi động, mạch trăm minh xuất kiếm, mạnh nhất nhất chiêu, ánh kiếm màu đen như thế hát sắc thiểm điện bạo lướt, rầm rầm hưu, từng đạo kiếm quan lướt đi, giống như là hợp thành một tấm võng kiếm, tự dưng gian uy áp tràn ngập, làm cho đại địa rung động, mặt đất nước khe rạng kèm theo mạch trăm minh chân hạ hắc điêu lực, tản mát ra kinh người sắc bén ba động, rầm rầm, ngao ô, cái này cùng lúc, bốn phía còn có từng đạo thế tiến công, đã ở cấp tốc hướng tô giật cuốn tới, giống nhau nhanh như thiểm điện, bốn phía những thứ này thanh niên nhân, có thể đều là không tầm thường hạng người, không có bất kỳ một cái người yếu, cũng có người hướng hư trần xuất thủ, khí tức bén nhọn qua, rất nhanh tới trước mắt, như vậy thế tiến công. Đại thụ che trời xuống sở trường hoang sâu không thấy đáy trong con ngươi, cũng xông ra ba động ở cẩn thận mắt nhìn ánh mắt yên tĩnh không ổn bá vương tông dịch túc muốn hao tổn bá vương tông dịch túc bất phàm ở bên ngoài tựa hồ có ngự thiên cung bảo hộ lấy có thể trêu chọc sai rồi người không nên đắc tội thánh sơn đấy xa chỗ nghị luận run rẩy nhãn kinh hãi vì tô giật ngược lại hút lương khí chờ đợi lo lắng thánh sơn nhiều như vậy đệ tử vây công xuống cái này bá vương tông dịch túc lại cường đại vậy cũng tuyệt đối chết chắc rồi đi sợ là sẽ hao tổn ở nơi này thánh vũ mật giới bên trong. Nói rất dài dòng, nhưng tất cả rất nhanh. Trong nháy mắt, độc sơn chi lên, quang mang bạo nổ phát, thú hống không ngớt, phong khởi vân dũng, xông thẳng lên trời. Vậy thì nhìn một chút sẽ có hay không có lòng người đau nhức đi. tôi giật động không biết bực nào thì hai tay đã hơi bấm tay thành quyền, nhãn trung có xích quang lóe lên, trên người nguyên khí chuyển hóa thành thổ thuộc tính nguyên khí, ở trong người đặc định trong kinh mạch lẻn, cùng với đồng thời, từ tô giật quanh thân, một thổ thuộc tính năng lượng nguyên khí tức thì hội tụ bốn phía, khắp nơi thế tiến công, đã trong nháy mắt tới gần. Mạch trăm minh một kiếm kia, cũng lao xuống tới, gần tới đỉnh đầu, kiếm quan thâm thúy, hát quan thao thiên, đã ở lúc này, tôi giật hai tròng mắt bên trong, bỗng dưng một dịu nhãn quan mang sông thẳng mà ra, như thế lôi điện lóe lên chói mắt, áo bào phần phật, đầu đầy hắc phát hướng sau cổ đảng, giờ khắc này, tôi giật khí thế trên người, tự dưng như thế mang theo lôi đình chi nộ, mắt sáng như đuốc, chân phải tức thì vừa nhất, mà sau bỗng nhiên bước ra, cái này nhất chớp mắt, tự tô giật bàn chân phía dưới, có nguyên khí vòng xoáy như thế bảo táp tịch quyển, oanh. Một cước này rơi xuống, đại địa rung động, không khí âm vang, tự tô giật đặt chân chi chỗ, từng vòng hắc sắc thổ thuộc tính nguyên khí năng lượng, như thế như gần sóng quét ra, ken két, lấy tô giật đặt chân chi chỗ, mặt đất trạng, từng cái có chừng người trưởng thành to bằng cánh tay một dạng mặt đất nước khe, như thế giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Chu vi nham thạch, bụi bậm trong nháy mắt chấn vỡ thành bột mịn, khí tức sông thiên, hư không đều là bị chấn đắc cấp tốc khởi động sóng dậy, ngao ô. Trong nháy mắt này, chu vi công mà đến những thứ kia nguyên khí hóa hình hư ảnh, trong sát na hẳn là ánh mắt run rẩy kịch, rít gào phủ phục, mà sau từng khúc vỡ nát nổ tung, CVT, chưa mới nhất rồi nhé mầm non tác ra ít quá, chương 786, quét ngang. Rầm rầm rầm, từng con nguyên khí hóa hình thú ảnh hóa thành quan vụ vỡ nát, như thế từng đạo pháo hoa ở độc sơn chi trên, lên, nở rộ, quan mang rực rỡ phía dưới, ngập trời khí tức trùng kích tứ phương, lần lượt từng bóng người tự bên ngoài trên, lên, rơi, chật vật rơi xuống đất, ánh mắt kinh hãi có người không ngừng thổ huyết, chuyện gì xảy ra, thanh âm kinh ngạc. Cũng ở xa xa vây xem người trung nhẫn không được tháng phục truyền ra, vô cùng khiếp sợ ngay ra như phỏng đâu có chuyện gì liên quan tới ta a à, ta chính là tới xem náo nhiệt a à. hư trần cũng xuất thủ quần áo huyền vân mây tay áo bạch y phần phật từ cái này thon dài cao ngất thân hình bên trong một nguyên khí màu trắng quan mang đem cả người bao phủ mà vào một hùng hồn uy thế áp bách lập tức tịch quyển lan ra kéo dài mà ra suy ở bất khả tư nghị giang Hư Trần lấy một loại nhanh đến mức khó mà tin nổi cùng mờ mịt góc độ xuất hiện ở người gần nhất cầm trong tay trường thương thanh niên trước người, thon dài mà đẹp để giữa ngón tay có nguyên khí màu trắng vướng víu, dấu tay đã ngưng kết, một đạo dấu móng tay ở nguyên khí màu trắng quang mang ba động trung lộ ra, dấu móng tay như thế mây mù phiêu miểu, giống như lông trảo, lộ ra một lớn lao uy áp, khí tức tự dưng nhường rung, xoe. Trước người trường thương bị sinh chế trụ, không cách nào nữa tiến thêm bản phận, cùng với đồng thời, hư trần cái kia ánh mắt trong suốt trung, vẻ ác liệt sát ý bạo lướt, một đạo dấu tay lướt đi, một bén nhọn tinh thần phong tịch quyển, trực tiếp rơi vào cái kia thanh niên mi tâm, dấu tay ở trong hai con ngươi cấp tốc khuếch trương lớn, cái kia thanh niên ánh mắt sâu chỗ tuôn ra hoảng sợ, khí tức tử vong tự linh hồn sâu chỗ leo lên mà ra, suy, dấu tay thẳng lướt mi tâm, lỗ máu xuất hiện, tiên huyết tràn ra, thanh niên tức thì thân thể ngược lại ngã xuống mà xuống. Nhưng sông đồng còn trừng rất lớn, cái này thanh niên đến có chết cũng không tin, hắn cư nhiên không chịu được như thế một kích, hắn chính là Thánh Sơn đệ tử a, trẻ tuổi bên trong lại có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn, hắn tự biết khó có thể đối phó cái kia Bá Vương tông dịch túc, tiểu tử này còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, nhưng đến chết hắn cũng không biết, mình tại sao biết cái này vậy không chịu nổi một kích, các ngươi quá khi dễ người, cơ hồ là ở đồng thời, viêm lần tiếng hét lớn truyền ra, quanh thân xích quang tràn ngập, thân trên lên từng cục miếng vẫy đang sáng lên, như là từng khối không trọn vẹn chiến giáp bao trùm trong người trên, lên, vậy, khuôn mặt gân xanh nhúc nhích, thoạt nhìn càng dữ tợn một ít, nhưng lúc này, viêm lân khí tức trên người cũng là cường hãn dị thường, thân ảnh lướt đi, như thế một cái xích sắc thiểm điện, lao thẳng tới chiến trường, song quyền như thế song long xuất hải, lưỡng đạo xích quan bạo dũng, tiêu xạ mà ra, hai cái khí tức cường hãn thanh niên, còn không có nhiều thiếu phục hồi tinh thần lại. Chân hạ nguyên khí hóa hình trực tiếp vỡ nát, thân thể cũng bị đánh bay ngược mà ra, thổ huyết rơi. Ta lại không trêu chọc ngươi nhóm, ra tay với ta, muốn chết này, đánh chết một cái thanh niên, hư trần ánh mắt sắc bén, lần thứ hai trực tiếp xuất thủ, dấu tay biến hóa, quanh thân bốn phía như thế bảo táp ba động, trong không khí cũng liên tiếp không ngừng phát sinh ô ô tiếng xé gió, một cái như ẩn như hiện giao long hư ảnh lao ra, trong lúc mơ hồ long ngâm âm thanh triệt, mang theo đáng sợ uy áp cùng không khí kịch chấn, hướng tứ phương tịch quyển bạo sông mà xuống ung ung, bão táp qua, mặt đất trạng, đất trung núi chuyển, khí tức đáng sợ tịch quyển tứ phương, đánh mặt đất không ngừng nổ tung, ken két, từng cái mặt đất nước khe nổ tung, u u tiếng vang không ngừng vang vọng, long nằm kinh thiên, hưu, tất cả hầu như đều là ở cùng lúc phát sinh, bốn phía hỗn loạn, nguyên khí hóa hình hư ảnh vỡ nát nổ tung. Mạch bách minh dưới chân hát điêu đã ở vỡ nát, mặt sắc trong kinh hải, thân ảnh rơi, nhưng trong tay ánh kiếm màu đen kia đã chém xuống kiếm quan thâm thúy, như thế hắc sắc dịu dương. U u, kia kiếm quan rơi xuống, đem tô giật nơi ở, chém ra một cái cực đại mặt đất nước khe, nham thạch không ngừng nổ tung, hóa thành bột mịn. Nhưng tô giật cũng là không biết bực nào thì đã biến mất, nhưng tô giật thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng là đã đến mạch bách minh trước người, gần trong gan tất. Tô giật một đạo dấu tay đã lộ ra, xích quan bạo dũng, lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai, trực tiếp bấu vào mạch bách minh cổ lên vẻ hàng quan tự tô giật nhãn trung tuôn ra, hung hăng dương tay vung. Mạch bách minh thân thể tức thì trực tiếp nhất lên khỏi mặt đất, thân thể ở nửa không xoay tròn 360 độ, lấy một loại trực tiếp nhất cùng đơn giản phương thức, hung hăng úp ngược ở mặt đất, thình thịch. Mặt đất ầm vang, lấy mạch bách minh thân ảnh rơi đập chi chỗ, mặt đất nước khe hướng bốn phía nổ tung, trong miệng tiên huyết tức thì tiêu xạ, thân trên, lên, xương cốt bên trong không ngừng truyền ra thanh thúy tiếng vỡ vụn cả người xương cốt trong nháy mắt bị xung kích đập nát giờ này khắc này mạch bách minh nguyên bản chói mắt hai tròng mắt ánh mắt sớm đã bị hoảng sợ chiếm cứ bảo kiếm trong tay cũng đã rơi vào một bên tất cả quá nhanh nhanh đến vẫn chưa có người nào phản ứng kịp bốn phía hỗn loạn tưng bừng mấy chục thánh sơn trẻ tuổi đệ tử a mặc dù là chân chính thánh sơn đệ tử chỉ có phân nửa còn dư lại là thiên cương môn thiên dương môn nhóm trong đệ tử nhưng những đệ tử này cũng đều là trẻ tuổi nổi bật người a không có bất kỳ một cái người yếu. Mấy chục trẻ tuổi nổi bật người, trong đó Thánh Sơn đệ tử thì càng thêm đừng bảo là, đều đều là nhân vật thiên kiêu, hợp nhau tấn công, liên thủ mà phát động, đó là bực nào thanh thế mênh mông cuồng cuồng, cũng là trong nháy mắt bị phá hủy. Bốn phía một mảnh hỗn độn, mấy chục trẻ tuổi thân ảnh vô cùng chật vật, phi đầu tán phát, ánh mắt hoảng sợ kinh hãi. Có người thổ huyết, máu me đầm đìa, có người áo bào nhúng máu, mặt sắc sát, sát bạch, rơi đập trên mặt đất, thương hoàng bất an. Trung Châu Thành bên ngoài, quần Sơn Thiên Phong trong lúc đó, ngọn núi cao nhất, cao kinh sợ như mây. Sáng sớm, mặt trời mới mọc hà quang, hai cái bàn đại giao long chiếm giữ, xích sắt sông đồng, toàn thân bao trùm xanh sắc miếng vẫy, đầu trường hai sừng, sắc bén mà thần võ, uy nghiêm mà hung hãn. Tính toán thời gian, cũng có người sắp đi ra rồi hả? Trung Châu Thành thành chủ Âu Dương Viễn Phong ngước mắt, mắt nhìn phía trước hư không, nơi đó có hà quang rậm rạp, quan mang chớp thước dựa theo vạn giới thánh vũ đại hội quy luật đến xem, thời gian này cũng mau có người xông ra thánh vũ mật giới. 30 năm trước, Âu Dương Viễn Phong cũng từng tham gia thánh vũ đại hội, chính là một lần kia, hãng thanh danh truyền xa, theo này bình bộ thanh vân, không biết bên trong tình huống thế nào, khung quế lan mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, hàng quang lóe lên, tiểu tử kia nhất định phải chết ở bên trong, nếu không, đến bên ngoài có ngự thiên cung vậy người bảo hộ lấy. Muốn ngoại trừ chi khả năng liền có chút phiền phức hẳn là đã giải quyết. Vương Toàn Đức cười, đang nói hơi chút dừng lại, mắt thấy hướng về phía lúc này trong đám người giữa nhất phương bạn đá lên, sắp hàng chỉnh tề lên hơn 30 miếng lớn chừng bàn tay đá màu trắng, giống như tinh thạch, lóe lên quang mang, tràn ngập sinh cơ khí tức, tòng mệnh hồn thạch đến xem, chúng ta thánh sơn đệ tử, lúc này đây không có bất kỳ ai hao tổn, cho nên tiểu tử kia chắc là trực tiếp bị đánh chết. Vương Toàn Đức tiếp tục nói, đây là mệnh hồn thạch, Thánh Sơn lúc này đây tiến nhập Thánh Vũ Mật Giới đệ tử, đều là thiên kiêu hạng người, đều rất trọng yếu. Chương 787, hung hãn đánh chết. Tiến nhập Thánh Vũ Mật Giới bên trong, Thánh Sơn đệ tử đều lưu lại một luồng linh hồn lực lượng cùng với tương liên, cũng tốt làm cho ngoại giới người nắm giữ bên ngoài động thái, phương diện quản chế. Nếu là có đệ tử ở bên trong hao tổn, mệnh hồn thạch sẽ trước tiên tắt, bên ngoài cũng sẽ đoán được bên trong khoảng chừng tình huống cùng vị trí, nếu như trọng đại sự tình vì thế, phương tiện đến lúc đó phái ra cường giả đi vào điều tra. Phục yêu môn gì đó rất trọng yếu, băng phủ trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, nhãn trung có một cái chờ mong nhãn thần, bá vương tông dịch túc tiểu tử kia thuần túy là tự tìm chết, kỳ thực cũng không nổi lên được cái gì sống to, nhưng phục yêu môn cái kia rương gỗ nhưng là đối với thánh sơn rất trọng yếu, nhất định phải đạt được, chỉ mong cái kia rương gỗ một mạch đặt ở tiểu tử kia thân lên, phục yêu môn vật kia xuất hiện ở trung châu thành, vậy thì không thể đủ rơi tại đây người khác trong tay. Nhắc tới phục yêu môn rương gỗ, ở đây bên trong còn có người vài cái thánh sơn trưởng lão bộ dáng lão giả, cũng đều nhãn trung tức thì quan mang chấp động. Tiểu tử kia phản chính chết chắc rồi, nhưng thật ra một hồi hư không thánh vũ đài lên, không biết chúng ta thánh sơn đệ tử có thể chiếm giữ bấy nhiêu. Vương Toàn Đức nhìn phía trước hư không, mắt hiện vui vẻ, lần này có thể cùng một đám trưởng lão xuất hiện Trung Châu Thành, cũng chứng minh rồi phía trên đối với hắn coi trọng, chỉ cần nhóm tiến hơn một bước chi về sau, đến lúc đó muốn đi vào trưởng lão ghế, cũng không xa, rào rào, bỗng dưng, bàn đá lên, một khối mệnh hồn thạch trong nháy mắt tắt, quan mang tiêu thất, không được, có đệ tử hao tổn, có cường giả trước tiên chú ý tới, trở nên nhãn động, hơi nhíu mày. Những thứ này đệ tử trẻ tuổi đều là thánh sơn sau này căn cơ cùng trung kiên lực lượng, có rất nhiều đệ tử cũng vẫn là bọn họ tại chỗ một số người đệ tử thân truyền, cũng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn chuyện gì xảy ra vương toàn đức cũng rất vô cùng kinh ngạc thánh sơn dù sao cũng là cái này thánh vũ mật giới chủ yếu bố trí người thánh sơn đệ tử tiến nhập thánh vũ mật giới phía trước có rất nhiều phải chú ý địa phương đều có chỗ giao phó thêm trên lên thánh sơn đệ tử thực lực hao tổn trong đó cơ hội cũng sẽ không quá lớn hô lặp lặp mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc thời gian trên bàn đá mệnh hồn thạch vừa có mấy khối liên tiếp tắt chứng minh lại là vài cái thánh sơn đệ tử trực tiếp hao tổn băng phủ trưởng lão cũng thay đổi sắc ánh mắt ngưng trọng thánh vũ mật giới độc sơn bốn phía giờ khắc này toàn bộ khắp nơi tự dưng lâm và một loại nào đó tĩnh mịch trung xa chỗ những thứ kia vây xem người run rẩy nhãn mọi ánh mắt nhìn chăm chú ở tại cái kia ba bóng người lên như vậy ba cái thanh niên trong nháy mắt phá hủy thánh sơn hơn mười người thế tiến công đó là bực nào đáng sợ quá ngoài ý muốn không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến hội là loại kết cục này nguyên bản mọi người lấy vì bá vương tông dịch túc chắc chắn phải chết chưa từng nghĩ đến nhất sau cũng là thánh sơn đệ tử thất bại thảm hại mấy chục người tạo thành thế vây công cũng thất bại thảm hại không chịu nổi một kích bá vương tông dịch túc một cước kia làm cho mấy chục thánh sơn đệ tử nguyên khí hóa hình vỡ nát trở nên ngược lại ngã xuống rơi cái kia hoảng sợ cảnh tượng sâu đậm lâm vào mọi người linh hồn sâu chỗ bá vương tông dịch túc cường đại đến đáng sợ như thế cũng không có ai nghĩ đến đi theo ở dịch túc bên người hai người kia cũng đáng sợ như thế, đặc biệt cái kia bạch y thanh niên, cường đại trình độ, tự hồ cũng sẽ không ở dịch túc chi hại nhiều thiếu đi. Tô giật giơ tay lên, nhặt lên cái kia bảo kiếm, cũng giơ tay lên nhấc lên đã chỉ còn một hơi thở mạch bách minh, ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía trên núi sở trường hoang, khóe miệng nhấc lên một cái cười nhạt độ cung, bỗng dưng, tô giật trực tiếp hung hăng phủi. Dùng sức đem mạch bách minh thân thế hướng về phía sở trường hoang trực tiếp vung ra, cự lực phía dưới, mạch bách minh miệng phun tiên huyết huyết vụ vung vải thân thể giống như là luân phi tảng đá vậy tức thì đập về phía sở trường hoang cùng với đồng thời tô giật giơ tay lên ném ra trong tay vừa mới mạch bách minh bảo kiếm mang theo dịu nhãn quan mang như thế một cái nhanh như ti chớp cũng bạo lướt phá khoảng không đi như thế muốn cắt vỡ hư không ô ô tiếng xé gió bên tai không dứt sở trường hoang biến sắc khuôn mặt thần sắc vào thời khắc này trở nên rất khó coi khóe mắt có ánh mắt lặng yên co rúng áo bào tím phát động thân ảnh tức thiên nhiên người tách ra âm mạch bách minh thân thế trực tiếp rơi đập ở tại cái kia đại thụ che trời lên cự lực phía dưới đại thụ che trời lay động rạng vỏ cây nổ tung hưu kiếm quan như điện ở mạch bách minh đã tuyệt vọng sợ hãi trong hai con ngươi trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đem bên ngoài cắm ngược ở cái kia đại thụ che trời lên tiên huyết vẫy ra mạch bách minh hai mắt trong tuyệt vọng đóng chặt đầu cũng vô lực rũ xuống xuống từng sợi tiên huyết theo thân cây hướng hạ lưu lấy thánh sơn như này một cái kiệt xuất đệ tử cũng tuyệt đối xem như là nhân vật thiên kiêu cũng là lấy phương thức này bị dịch túc đánh chết đóng đinh ở tại cây lên còn chết ở chính mình kiếm hạ một màn này hung hãn bực nào toàn trường không khỏi khiếp sợ tự liền hư trần cùng viêm lân lúc này cũng đều ánh mắt nhảy lên chấn động lay động không ngớt mạch bách minh cũng gãy tổn hại rồi rốt cuộc chuyện này như thế nào ngoại giới cao nhất ngọn núi kia chi lên thánh sơn đội hình bên trong cũng nửa không cách nào nhìn xuống bình tĩnh lần lượt từng bóng người đứng dậy ánh mắt đại biến thần sắc ngưng trọng tự liên mạch bách minh đệ tử như vậy cũng đều hao tổn mệnh hồn thạch tắc điều này làm cho thánh sơn cường giả đều ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề nhiều đệ tử như vậy đồng thời hao tổn ở trong đó nhất định là xuất hiện vấn đề lớn nếu không thì xem như là hao tổn cũng sẽ không ở đồng thời ở trong đó nhất định xảy ra đại sự băng phủ mày nhăn lại thần sắc ngưng trọng tổn thất như vậy thánh sơn cũng không thể chịu đựng lúc này đây thánh vũ đại hội tới trước bất cứ một người đệ tử nào thánh sơn đều hao phí cực đại tâm huyết như này hao tổn làm cho cả thánh sơn cũng muốn đau lòng độc sơn chi lên một màn kia nhường kinh người đứng xa xa nhìn cũng muốn hết hồn mạch bách minh thánh sơn trăm kiệt một trong đệ tử lấy phương thức này bị đánh chết thật là làm cho người ta kinh hãi mọi người lúc này đều đã đã nhìn ra dịch túc nổi giận lấy phương thức này đánh chết mạch bách minh đó là đối với lúc này sở trường hoang phản kích càng đối với toàn bộ thánh sơn phản kích thánh sơn nhân muốn giết dịch túc lúc này dịch túc cũng không lưu tình chút nào lấy trực tiếp nhất phương thức phản kích lấy sơn lên đối với mạch bách minh chết sở trường hoang quay đầu liếc mắt một cái mà sau nhìn thẳng tô giật không thể nhận ra cuối cùng con ngươi không biết bực nào thì đã vì chi động lại tô giật ánh mắt bắt đầu khởi động hàn ý nếu như trực tiếp chém giết trước mắt cái này sở trường hoang so với giết sạch chu vi những thứ này thánh sơn đệ tử sợ là còn muốn cho thánh sơn càng đau lòng nhiều à hai bóng người xa xa đối lập nhau toàn bộ độc sơn không khí bốn phía đã ở lúc này tự dưng động lại trở nên căng thẳng bốn phía không thiếu chật vật thê thảm thánh sơn đệ tử bò người lên thương hoàng chật vật lui về sau căn bản không còn dám tới gần bị đinh chết ở trên núi mạch bách minh đó là đối với hắn nhóm trực tiếp nhất cùng thâm nhập linh hồn trùng kích làm cho bọn họ rợn cả tóc gáy Cả người không khỏi tự chủ run hai chân cũng muốn như nhũng ra. Ngươi rất mạnh, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cho nên, thật đúng là muốn biết ngươi đến cùng có thể cường đại đến trình độ nào. Sở trường hoang mở miệng, nhãn trung có hàng quan, có sát ý, cũng có chiến ý, trước mắt phát sinh tất cả, đã định trước cái này dịch túc nhất định phải chết. Chương 788, Sở trường hoang thực lực. Có thể lúc này Sở trường hoang cũng động chiến ý, cần phải một trận chiến lấy tự tay đánh chết tiểu tử này, tới kết thúc đây hết thảy. Tô giật ánh mắt, động lại ở sở trường hoang lúc này cái kia một tấm hàng quan sát ý khuôn mặt lên, xích quan dũng động trong tròng mắt, cũng là hàng ý bắt đầu khởi động. Một cái nghiêm nghị màu sắc chậm rãi mà ra, cũng là không có mở miệng, dưới chân có lấy nguyên khí lướt động, bàn chân chỉ xuống đất, trực tiếp đi nhanh nhảy ra, xông thẳng mà lên. Thời khắc này tô giật, lấy đơn giản nhất sáng tỏ phương thức trở về ứng với sở trường hoang nhìn đi nhanh nhảy tiến lên đây tô giật sở trường hoang hàng quan kia sát ý khuôn mặt lên khóe mắt một cái lạnh lạnh độ cung cũng tức thì dương ra cùng với đồng thời từ trong cơ thể một dân trào hùng hồn nguyên khí như thế như gió bão từ trong cơ thể bạo dũng mà ra trong nháy mắt ở độc sơn chi trên lên xông thẳng mà ra âm hư không trung động toàn bộ độc sơn vào thời khắc này cũng như là ở lay động không ngừng ở nơi này cùng lúc từ sở trường hoang trong cơ thể đồng thời có một thần thánh quan huy tràn ngập mà ra, kèm theo bên ngoài khí tức trong người trực tiếp leo thăng tịch quyển. Rất nhanh, sở trường hoang khí tức trong người chính là trực tiếp leo tới đỉnh phong, một loại thần thánh quan mang bao phủ quanh thân, như thế tại đây bên ngoài cơ thể bao phủ trên, lên, một tầng mấy trượng cao mông lung hư ảnh, giống như nhất tôn viễn cổ thần Minh Hàng Lâm, con người như thế hai đợt dịu nhật, xen lẫn một loại vô tình lạnh lùng băng lạnh lẽo ý. Càng là kèm theo một kinh người viễn cổ uy áp, ung ung đất trung núi chuyển khí tức trùng tiêu toàn bộ độc sơn khắp nơi rung rẩy từ sở trường hoang trong cơ thể mình mong nguyên khí như thế bảo tác cần phải đem toàn bộ độc sơn cũng bao quát trong đó di nguyên chân kỳ ba trọng thánh sơn thánh vương khí độ ấy ư cư nhiên mạnh như vậy làm sở trường hoang thân trên lên khí tức không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra thời khắc hư trần ở xa chỗ cũng vì đó động dung tuấn lãng vô cùng khuôn mặt lên con người bên trong cũng nổi lên ba động nguyên chân kỳ tam trọng tu vi, làm cho hắn cũng động dung, thật là mạnh khí tức a, à, vượt qua sa mạch Bách Minh có thể so sánh, đó là sở trường hoang, có người nói thực lực gần như chỉ ở lúc này đây đến đây tham gia thánh vũ đại hội nạp lan như ngọc chi hạ, làm cái kia khí tức đáng sợ tịch quyển sông lên thiên không, vây xem mà đến thân ảnh ánh mắt trung, rất xa nhìn cũng sợ mất mật. Xa chỗ mọi người cảm giác được nguyên khí trong cơ thể phải vì thế mà tắt, linh hồn trong đầu cũng chịu ảnh hưởng cái kia nhóm khí tức cực kỳ đáng sợ, thật là mạnh sở trường hoang, đó là trong truyền thuyết Thánh Sơn Thánh Vương khí độ sao? Thánh Sơn Thánh Vương khí độ, nghe đồn đủ để nghiện ép tất cả, như vậy một đạo khổng lồ mông lung hư ảnh, thần thánh không gì sánh được, như thế viễn cổ thần linh hàng lâm, mang theo cái kia đáng sợ uy áp, làm cho vùng thế giới này năng lượng đều ở đây hỗn loạn rung động. Rất nhiều người kinh hô, sở trường hoang lúc này trực tiếp triển lộ ra tu vi khí tức, liền đã nhường nghẹn hồng nhìn trân trối, chỉ là cái này nhóm khí tức chính là đáng sợ đến bực nào ngươi có vài phần thiên tư nhưng có vài người là ngươi vĩnh viễn cũng không thể vượt qua tồn tại hôm nay ở ngươi hao tổn trước để cho ngươi biết thánh sơn thực lực chân chính tất cả rất nhanh thân trên lên khí tức bạo dũng sở trường hoang cười lạnh một tiếng toàn lực làm không giữ lại chút nào hắn tự biết trước mắt cái này bá vương tông dịch túc thực lực tận mắt nhìn thấy cũng không có bất kỳ sơ suất bàn chân dẫm một cái mặt đất đối mặt với thẳng nhảy mà lên tô giật, không lùi mà tiến tới, cái kia thần thánh thân ảnh lao xuống mà xuống, âm, khí tức trùng tiêu, bốn phía có phong khởi vân dũng chi tượng, sở trường hoang cái kia khuôn mặt đại hư ảnh hai tròng mắt như dương, thân trên, lên, sáng chói nguyên khí quan mang ba động, trong nháy mắt, hư ảnh ngủ chỉ bấm tay tìm tòi, hư không đều ở đây có vặn vẹo hình dáng, trên đất một khối đủ đủ đường kính trên, lên, mấy trường đá lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị rực rỡ nguyên khí quan mang bao phủ quanh quẩn, lập tức đá lớn chấn động, trực tiếp như thế hóa thành một khối từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, tự trong tay nộ oanh mà ra. Hô lạp lạp, như vậy thế tiến công, hung hãn đến nhường nghẹn họng nhìn trân trối, cái kia đá lớn nổ xong mà xuống, hư không liên tiếp hô lạp lạp trung rẩy, mang theo kiểu tiếng sấm rền tiếng vang trầm trầm, hướng về phía tô giật trơi đập, hết thảy ánh mắt trung rẩy nhãn, đây nếu là tô giật bị đập trúng, sợ là đủ để đem tô giật trực tiếp đập thành nhục thân tương. Tô giật thân ảnh đi nhanh nhảy lên, sở trường hoang thân trên, lên, cái kia khí tức thần thánh ở Âu Dương Kim Vi thân trên, lên, từng thấy, uy áp hiển hách, có thể nghiền ép tất cả, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng hơi thở này, tô giật trên người thiên yêu cổ kinh liền không sợ hãi, chớ nói chi là hỗn nguyên chí tôn công. Mắt nhìn hơi thở kia đáng sợ đã lớn, tô giật cũng là căn bản cũng không có ý né tránh, ngược lại nhãn trung càng là nhiều hơn một loại lành lạnh màu sắc lặng yên tuôn ra. Suy, bàn chân giữa thế bỗng nhiên một điểm, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tô giật đang ở thấp không huyền phù đồng thời, từ bên ngoài hai chân chi trên, lên, từng đạo thần bí cổ xưa văn lộ trong nháy mắt lưu động, trúc trắc phù văn tuôn ra, một mênh mông cùng cùng khí tức chật tịch quyển mà ra, cái này nhất chớp mắt, tô giật cả người khí chất ở bỗng nhiên đại biến. Như thế nhất tôn thần ma sống lại, đầu đầy hắc phát hướng sau cổ đảng bay lượn, áo bào phần phật, khí thế trên người tự dưng như thế mang theo lôi đình chi nộ, giống như chiến thần lâm thế, từng đạo vết chân vọt thẳng ra, nhanh như thiểm điện, khí tức bá đạo không ai bằng, uy nghiêm hủy diệt. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận chân ấn bạo nổ phát, quang mang hội tụ, tự dưng làm cho không gian như vặn vẹo, hoa mỹ năng lượng quang mang phát sao động. Đây là tô giật bác hoang nộ đệ nhị chân, bạo ảnh toái cửu u, cái này đều là thánh sơn người, cũng cũng chưa từng thấy chính mình, Tô giật động sát ý, chẳng đánh giết cái này sở trường hoang, cũng chưa từng có bao nhiêu bảo lưu, quá nhanh, ở từng đạo hoảng sợ sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ xuống, hai người va chạm vào nhau, tóe ra chói mắt năng lượng quang mang, đáng sợ năng lượng như thế một vòng tiểu thái dương bốc lên, từng tiếng năng lượng nổ vang như sấm sét vang tận mây xanh, mênh mông cùng cùng tứ phương, rầm rầm rầm, muôn hưởng không ngớt, giống như là thiên cổ trọng chu y, làm người ta kinh ngạc run rẩy toàn bộ độc sơn đang lay động ầm vang, đất trung núi chuyển, ánh sáng sáng chói xuống, cái kia vẫn thạch một dạng đá lớn chỉ là dạng co nhất chớp mắt, chính là trực tiếp trạng ra nước khe, toàn thân rậm rạp, mà sau trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mình phiêu tán tứ phương. Rất nhiều hoảng sợ ánh mắt phía dưới, từng đạo vết chân lao ra, như lôi đình nổ sông. Không ngừng rơi vào sở trường hoàng cái kia thần thánh vô cùng bàn đại mông lung hư ảnh chi lên, âm, âm, âm từng đạo mùng hưởng tiếng từ cái này sở trường hoang quanh thân hư ảnh chi trên, lên, vang vọng. Tô giật mỗi một đạo vết chân rơi xuống, sở trường hoang cái kia bàn đại thân thế sẽ trực tiếp rút lui một bước về đằng sau, dưới chân địa mặt trạng, một đường như thế cọ sát ra một cái to lớn sâu kênh. Muốn đem cái này độc sơn xé mở thành hai nửa, sở trường hoang mỗi lui sau một bước, khổng lồ mông lung hư ảnh sẽ thực chất một phần, đồng thời thu nhỏ lại một phần, ánh mắt bên trong, có hoảng sợ màu sắc tuôn ra, thình thịch, một bước cuối cùng lui về sau, sở trường hoang cái kia bàn đại thân thế đều tiêu tán, thần thánh khí tức tán loạn, thân thể đập ầm ầm rơi ngược lại cắm xuống đất mặt. Một ngụm máu tươi cũng bỗng dưng từ miệng trung phốc một tiếng vẫy ra mà ra, xa chỗ trái tim tất cả mọi người nhảy, cũng theo sở trường hoang rơi đập cùng thổ huyết hung hăng rung lên. Chương 789, Tô Giật Cường Hãn Lúc này Tô Giật cũng là chưa dây dưa, thân hình rơi xuống đất, sợi tóc hướng sau cổ đảng bay lượng, thân hình lóe lên, xích quang lướt động trong nháy mắt xuất hiện ở sở trường hoang trước người nhãn trung tia sáng chói mắt như thế lôi điện lóe lên vẻ lạnh lẽo bắt đầu khởi động cái này một sát na biến hóa làm cho sở trường hoang con ngươi hung hăng hoảng sợ nhảy lên nhưng sở trường hoang không hổ là thánh sơn đệ tử kiệt xuất nhất một trong lập tức làm ra phản ứng tay trái một chưởng bỗng nhiên phách về phía mặt đất dự thế thân ảnh lướt qua mặt đất thẳng tắp bắn lên tay phải cùng lúc một ánh sáng sáng chói bạo nổ phát một cuồn cuộn khí tức như thế hỏa sơn phun phát vậy nắm chặt thành quyền nắm tay bốn phía trong lúc mơ hồ hư không lõm xuống xuất hiện một đạo như ẩn như hiện chân không giống như là muốn xuất hiện hư không liệt khe vậy trong sát na cổ lão hơi thở làm người ta sợ hãi khuếch tán mang theo len ken tiếng như thế cương lôi trận trận thánh vương thiên cương quyền thương hoàng bên trong sở trường hoang bạo phát ra vượt xa bình thường năng lực phản ứng cùng thực lực khủng bố không hổ là thánh sơn trẻ tuổi đỉnh phong đệ tử nhất sau toàn lực làm một quyền nổ tung mà ra đã gặp trọng thương nhưng sở trường hoang vẫn như cũ đáng sợ thậm chí lúc này tự hồ thế tiến công cũng không có bị bị thương nặng nhiều thiếu ảnh hưởng thân trên lên cùng cùng khí tức leo tới đỉnh phong thánh vương khí độ đã văng tung tóe tán loạn nhưng tự sở trường hoang áo bào tím phía dưới bên ngoài thân tràn ra đặc thù quan mang cùng phù văn một dạng văn lộ làm cho lúc này khí tức trên người so với vừa mới cũng không kém, thậm chí có một loại vượt qua mà không khỏi cùng cảm giác, biết rõ sở trường hoang người đều sẽ biết, thánh vương khí độ, đó là thánh sơn đệ tử tha thiết ước mơ, có thể sở trường hoang nhưng có chút ngoại lệ, hắn mạnh nhất ngược lại cũng không phải là thánh vương khí độ, hắn có lá bài tẩy của hắn cùng dựa vào, lúc này, ánh mắt kinh hãi, sở trường hoang trong lòng hiểu rõ. Trước mắt cái này bá vương tông dịch túc so với hắn tưởng tượng trung còn mạnh hơn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã không đường thối lui, chỉ có hao hết toàn lực liều mạng, đã không có lựa chọn nào khác, sở trường hoang đem tất cả thôi động đến rồi cực hạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, đối mặt lúc này bị đánh giá thấp bá vương tông dịch túc, sở trường hoang trong lòng hiểu rõ, tiếng nhập nếu như không trả giá thật lớn, đừng nói là đánh bại người này, thậm chí mình cũng muốn hung nhiều các thiếu, cho nên... Sở trường hoang tuyển trạch trả giá thật lớn, toàn lực làm. Một trận chiến này, quan hệ đến thánh sơn bộ mặt, cũng quan hệ đến hắn tự thân sự sống còn, không đường thối lui, không có lựa chọn nào khác, u u. Một quyền ầm vang, rung động trường khoảng không, cương lôi trận trận, độc sơn rung rẩy, đất trung núi chuyển, đây là sở trường hoang một kích toàn lực, nhưng ở nơi này một quyền nổ tung ra đồng thời, tô giật thân ảnh lớn người mà trên, lên, đồng dạng đấm ra một quyền, tô giật một quyền này không hề cuốn hút, xích quan khuếch tán, nắm tay bên trong một đáng sợ lực lượng như thế phun ra hỏa sơn, tiếng sấm nổ mạnh, tự như sấm rền, vang lên âm âm, mang theo một như thế bá vương giác tỉnh, hoàng giả phủ xuống cự đại uy áp vang vọng mà ra, hai quyền trong nháy mắt đụng nhau, như thế hai quả vẫn thạch hung hăng va chạm vào nhau, thình thịch, hư không rung rẩy vang ầm vang, trong nháy mắt, cơ hồ không có cái gì dằn co, sở trường hoàng nắm đấm chi bên trên truyền ra tiếng vang nhỏ xíu, mặt sắc trong nháy mắt sát bạch trong hai con ngươi tuôn ra không gì sánh nổi hoảng sợ màu sắc, đây chính là cái gọi là thánh sơn trẻ tuổi đỉnh phong ấy ư, không chịu nổi một kích, nhàn nhạt lạnh ý ngôn ngữ tự tô giật trong miệng truyền ra, một cái lành lạnh sát ý trong nháy mắt tự nhãn trung không hề che giấu tràn ngập mà ra, nắm tay chi lên, một mên mông cuồng cuồng lực cuồng trào mãnh liệt tịch quyển, kèn két, phốc, sở trường hoang nắm tay chi lên, kèn két đầu khớp xương tiếng vỡ vụn truyền ra. Phụ văn bắt đầu khởi động một dạng cơ thể trực tiếp phá hủy một hớp lớn đỏ thẩm tiên huyết trực phúng mà ra, thân thể tức thì như các đứt quan hệ vậy dìu vậy bay ngược mà ra. Ở nơi này điện quan hỏa thạch giang, sở trường hoang hai tròng mắt trong hoảng sợ, từ trong cơ thể, từ trong ra ngoài, có một tầng nguyên khí ngưng tụ thành áo giáp, vừa mới muốn bao trùm quanh thân. Nhưng trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay vậy vỡ nát, xì xì xì, huyết vụ nước bắn, sở trường hoang thân thể lần thứ hai bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi, liên tiếp đụng nát mấy khối đá lớn thân thể che đậy vùi vào đống đá vụn bên trong. Lúc này, sở trường hoang nhục thân chi lên tới chỗ tràn ra vết máu, phi đầu tán phát, áo bào tím nhún máu, chảy máu không ngừng, giống như là thành một người toàn máu. Bên ngoài nắm tay phải lên, cũng một mảnh máu thịt bè bét, xương bể cùng huyết nhục đang vào với nhau, nhưng xem một chút cũng phải vì đó sợ hãi. Đáng sợ động tĩnh trong nháy mắt hơi ngừng, bắt đầu rất nhanh, kết thúc nhanh hơn. Xa chỗ đã càng ngày càng nhiều vây xem người dại ra, từng gương mặt một khuôn mặt trên, lên, kinh hải thần sắc động lại, nghẹn họng nhìn trân trối, ngay ra như phỏng, hẳn là khiếp sợ đến cực hạn, có mắt người đồng đều muốn trừng ra hốc mắt, cái này quá dọa người rồi, muốn nói mạch bách minh bị cái kia nhóm cường hãng đánh chết, đã là làm cho bọn họ hết hồn, lúc này sở trường hoang bị thua, không thể nghi ngờ là làm cho bốn phía hết thảy vây xem người rợn cả tóc gáy, da đầu đều muốn nổ tung, sở trường hoang cường đại, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi toàn lực làm sở trường hoang, đó là sức chiến đấu cỡ nào, đừng nói là một dạng đồng cấp bậc võ giả, đủ để vượt cấp chém giết một dạng đối thủ. Nhưng vạn chúng nhìn trừng trừng có thể thấy được, cường đại như sở trường hoang, thánh sơn kiệt xuất nhất cường đại một trong đệ tử, cương nhiên thất bại, còn bại thê thảm như thế, cơ hồ là dễ như trở bàn tay bị dịch túc đánh bại. Từ lúc mới bắt đầu vây giết đến sở trường hoang xuất thủ, tất cả mọi người cho rằng bá vương tông dịch túc sẽ hao tổn, cùng thế hệ bên trong, ai có thể cùng Thánh Sơn đệ tử kiệt xuất nhất đánh đồng, cơ hồ là không thể sự tình, nhưng bây giờ kết quả này, nhưng không thể tin được, có người hung hăng dụi dụi mắt, tưởng xuất hiện ảo giác, nhiều như vậy Thánh Sơn đệ tử không chịu nổi một kích, mạch bách minh bị trực tiếp đánh chết, cường đại như sở trường hoang như vậy thiên kiêu, cũng dễ như trở bàn tay bị thua, không chịu được như thế một kích, rất nhanh, vây xem người phục hồi tinh thần lại, mắt nhìn như vậy một đạo thân ảnh. Trở nên ngược lại hút lương khí tự dưng trong lòng cũng rung động, nhìn tiền phương như vậy một đạo thân ảnh, hư trần con ngươi đã ở rung động, hắn rốt cục minh bạch vì sao tên kia không cần hắn hỗ trợ. Từ vừa mới bắt đầu, hư trần cũng biết thánh sơn những đệ tử này nếu muốn giết người này, sợ là không quá có thể, có thể hư trần cũng không dự liệu được, người này lại là cường hãn đến nơi này nhóm mức đáng sợ, nhất định là cái kia bí pháp, hư trần con ngươi ám tự phát quan. Nhớ lại không lâu nhìn thấy tô giật cái kia bí pháp, rõ ràng có năm lần cơ hội đột phá, nhưng này tên lại mạnh mẽ không đột phá, ở tự ngược một dạng tu hành, khẳng định cùng có quan. Lúc trước hắn cùng tên kia giao thủ thời điểm, tên kia cũng không có cường hãn tới mức như thế a. À. Hư Trần tự nhiên là cũng không biết, trước đây tô giật ở Thái Hư Thần Hải thành công hai lần thời điểm, đánh bại Âu Dương Kim Vi Chờ, cũng dễ như trở bàn tay. Sở trường hoang đích thật là mạnh mẽ tột cùng, chân chính trẻ tuổi đỉnh phong, là thiên chi kiêu tử, muốn nói ở mấy giờ phía trước, nếu như tô giật tao ngồi lên, có thể đánh bại, còn sẽ không dễ dàng như vậy. Có thể không thể không nói cái này sở trường hoang vận khí có chút không tốt lắm, đụng phải tô giật đang ở vừa mới không lâu, thái hư thần hải một lần rèn luyện thành công năm lần, chiến lược tăng cường trình độ, đến thập bội tính toán. Chương 790, Sát khí Viêm lân cũng liên tiếp đờ đẫn thần sắc, ánh mắt nhìn lúc này cái kia một đạo bối ảnh, hung hăng rung động, tô giật ánh mắt vẫn như cũ lành lạnh, không nghĩ tới nhất sau sở trường hoang còn có cái kia nhóm hộ thân áo giáp thủ đoạn, nếu không thì vừa mới cũng đã đem bên ngoài đánh chết. Mắt nhìn nửa bên máu me đầm địa thân thể vùi lấp ở đống đá vụn bên trong sở trường hoang, tô giật nhãn trung sát ý càng phát nồng nặc, giết, chân hạ nguyên khí lướt đi, tô giật thân ảnh lần thứ hai lướt đi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Người này là Thánh Sơn đỉnh phong đệ tử trẻ tuổi, tô giật sớm đồng sát ý, Thánh Sơn muốn mạng của mình, đây cũng là không cần lại cố kỵ cái gì thân ảnh lướt đi, tô giật chân hạ nguyên khí lóe lên, bàn chân chi hạ một cái xích sắc nguyên khí như thế xích sắc hỏa diễm thiêu đốt, mang theo hủy diệt uy nghiêm tư thế, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bỗng nhiên hướng về phía đống đá vụn bên trong sở trường hoang dẫm đạp đi, hung hãn xích quan nguyên khí như thế phô thiên cái địa bạo lướt mà xuống, sát ý không hề che giấu tịch quyển, sở trường hoang con ngươi co rút nhanh, thần võ dáng dấp sớm đã chật vật không chịu nổi coi như là lúc đầu chính mắt thấy được Âu Dương Kim Vi không chịu nổi một kích, sở trường hoang trong lòng có sở rung động, nhưng là chẳng bao giờ từng đem trước mắt cái này thanh niên không coi vào đâu. Mắt nhìn cái kia một đạo thân ảnh lần thứ hai mà đến, sở trường hoang hai tròng mắt kinh hải, toàn bộ thánh sơn, hắn chính là chói mắt nhất tồn tại một trong, là thánh sơn trẻ tuổi nhất tột cùng tồn tại một trong, ngạo nghễ cùng thế hệ chi lên, nhưng đến lúc này hắn mới biết được, cái kia một cái hắn chưa từng để ở trong lòng người, thánh vũ đại hội phía trước còn danh không thấy kinh truyền tiểu tử, cư nhiên làm cho hắn không chịu được như thế một kích. Một cước kia, dẫm đạp mà xuống, ở sở trường hoang trong ánh mắt càng ngày càng lớn, cái kia bá đạo uy nghiêm khí độ cùng sát ý, làm cho hắn lúc này linh hồn sâu chỗ cũng leo lên lên khí tức tử vong, cả người run rẩy, hắn ngạo khí, tôn nghiêm, hắn một mạch cầm tuyệt đại thiên tư, lòng tin, trong nháy mắt triệt để tan vỡ, sụp đổ, hóa thành hư vô, không, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ, bỗng dưng, âm trầm thanh âm tự ra sở trường hoang trong miệng bỗng nhiên truyền ra, theo thanh âm truyền ra đồng thời, cái kia máu me đầm địa thân thể cũng đột nhiên bạo sông mà ra, tóc tai bù xù khuôn mặt đã biến được dữ tợn, sông đồng che phủ ánh sáng màu đỏ ngòm, cùng với đồng thời, sở trường hoang trong tay xuất hiện một tấm lớn chừng bàn tay vật, quan mang tràn ngập, phía trên có phù văn lóe lên, một khủng bố khí tức nguy hiểm trong nháy mắt thả ra. Nhưng xem một chút cũng muốn cảm giác được tâm kinh sợ thừa diệt hắn bệnh đòi mạng hắn, nhưng tô giật cũng chưa bao giờ có bất kỳ khinh thường nào, làm mắt nhìn sở trường hoang trong tay đột nhiên xuất hiện cái kia lớn chừng bàn tay vật, sát ý trong ánh mắt, sông đồng cũng trong nháy mắt hung hăng có rụt lại, thoáng thì mặt sắc nhanh quay ngược trở lại mà biến, tất cả rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, sở trường hoang trong tay vật kia trực tiếp tung, thân thể cùng lúc chợt lui, trong miệng một cái tiếu dung âm u dữ tận hào quang thao thiên. Từng vệt ánh sáng đỏ ngòm từ cái này vật chi trên, lên, bạo sông mà ra, như thế huyết sắc thái dương bốc lên, tức thì quan mang vạn trượng, phô thiên cái địa khí tức theo bên ngoài trên, lên, tràn ngập mà ra, khí tức đáng sợ đem toàn bộ độc sơn bốn phía hư không động lại, hào quang trải ra thiên thượng trên đất, trong nháy mắt đem tô giật bao phủ trong đó, ngao ô, huyết quan thao thiên, tự trong đó trong lúc mơ hồ xuất hiện bạn đại huyết sắc cự thú, dữ tận rít gào, ngang thủ nước thiên, vung trảo liệt địa, cần phải phá hủy tất cả. Cả tòa độc sơn chi lên, cứng trắng đá lớn trực tiếp xuất hiện khe sâu, sơn thể trực tiếp theo trung nổ tung. Từng cái to lớn khe rảnh tự độc sơn bên trong giao thoa tung hoành, ung ung đất trung núi chuyển trung, độc sơn trực tiếp đổ nát, theo thì bắn ra bốn phía, mặt đất nước khe lan ra kéo dài tới xa chỗ, ung ung, sắc bén sát ý thao thiên, bao phủ thiên thượng trên đất, từng tiếng thanh âm như sấm đinh tai nhức ốc, sông thẳng lên trời, bộc phát ra chói mắt huyết quang, rung động cửu thiên, âm 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 vang, có sát ý ngang hư không, tê liệt hư không, cái kia ngập trời khí tức, khiếp người không gì sánh được, vặn vẹo tảng lớn hư không, ánh sáng đỏ ngầm giống như là so với thiển điện còn muốn chói mắt, nhượng căn bản không cách nào nhìn thẳng. Đây hết thảy thật là đáng sợ, giống như là muốn hủy diệt vùng thế giới này, toàn bộ thánh vũ mật giới giống như là muốn theo thì đổ nát, đại địa tại hạ hãm trầm luân, hư không đang vặn vẹo, thậm chí xuất hiện từng cái chân chính hư không liệt khe, rung động thiên địa, cảnh tượng dị thường khủng bố. a à, cái này độc sơn chi lên có thánh sơn những cái kia chật vật đệ tử không kịp trốn tránh ở giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp bị dìm ngập theo sau bị huyết quang ngang động đâm thủng thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vũ có người tiếp tục chật lui nhưng là vẫn là chậm một chút bị huyết quang thôn phệ giữa tiếng kêu gào thê thảm ở hóa thành huyết vụ không được hư trần cùng viêm lân mặt sắc hoảng sợ đại biến đáng sợ kia huyết quang phía dưới hai người cấp tốc chật lui thân ảnh như thế một cái thiển điện hiểm hiểm tách ra. Ông trời của ta à rốt cuộc đây là thế nào? Xa chỗ vây xem người mắt nhìn xa 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 chỗ cái kia nhóm đáng sợ động tĩnh, kinh người huyết quang bảo táp mang theo phá hủy hết thảy khí tức tịch quyển, hẳn là rung như cày sấy, không khỏi tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Ngự hồn sát phù, đó là ngự hồn sát phù, có thể xuất hiện ở nơi này người, đều sẽ không quá kém quá yếu, có người hoảng sợ kinh hô, nhận ra đó là cái gì? Đó là ngự hồn sát phù, đó là một loại sát khí rất rõ ràng, sở trường hoang thân trên, lên, cư nhiên mang theo sát khí như vậy. Ngự hồn sát phù, dẫn động tàn hồn, sử dụng người một khi dẫn động, liền có thể bộc phát ra đáng sợ uy năng. Không được, đó là ngự hồn sát phù. Hư trần cấp tốc chật lui, ánh mắt hải động, hắn có thể đủ cảm giác được, cái kia nhóm tầng thứ ngự hồn sát phù đã đến hoàn cấp tình trạng, dịch túc không thể chống đỡ. Sắp có người xông ra thánh vũ mật giới đi, không biết thứ nhất truyền ra thánh vũ mật giới nhân sẽ là ai? quần sơn thiên phong vô số ánh mắt bắt đầu nóng cháy đều mắt nhìn hư không sâu chỗ khi có người xông ra thánh vũ mật giới thời điểm nơi đó sẽ xuất hiện hư không thánh vũ đài thứ nhất xông ra hư không thánh vũ đài chắc là thánh sơn nạp lan như ngọc đi cũng không nhất định cũng có thể là còn lại người nhưng có thể khẳng định là có thể đạp chân hư không thánh vũ đài đều là chân chính thiên chi kiêu tử rất nhiều người nghị luận lập tức là thánh vũ đài hồi sau cùng quyết đấu đó mới là thánh vũ đại hội chân chính xem chút có thể nói là toàn bộ mở mang trung châu chi trên lên nhất đỉnh phong trẻ tuổi quyết đấu đỉnh cao bất kỳ cái gì một cái đều muốn là thiên chi kiêu tử ngẫm lại đều để cho trong lòng người huyết dịch dân trào bốn phía không thiếu ngọn núi lên mỗi bên đại thế lực trong đội hình theo thiên sắc càng ngày càng sáng từng tia ánh mắt cũng dần dần biến được trương mong đợi thánh vũ đại hội đối với mỗi bên đại thế lực trọng yếu hơn đây là kia này trong lúc đó vô hình trung so đấu quan hệ trọng đại mỗi bên đại thế lực trung từng tia ánh mắt rơi vào phía trước hư không chi lên đều chờ mong cùng với chính mình sơn môn trong đệ tử đến lúc đó có thể quá nhiều hai cái đứng ở hư không thánh vũ đài lên hô lạp lạp thánh sơn đặt chân ngọn núi lên trên bàn đá một loạt mệnh hồn thạch lên từng tia ánh mắt co rút nhanh lại có tám khối mệnh hồn thạch ở trên quan mang cơ hồ là cùng lúc trước sau tắt